Thưa quý vị, trong chương trình dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, sáng ngày 20 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về khí hậu thu hút hàng trăm nhà lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì. Tại hội nghị có 41 diễn giả là lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế phát biểu như Brazil, Canada, Pháp, Phái đoàn Liên minh châu Âu, EU, Đức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các quốc gia phát triển, các tổ chức quốc tế tích cực hỗ trợ các nước đang phát triển, các nước kém phát triển về công nghệ xanh, tài chính xanh, quản lý xanh và đào tạo nguồn nhân lực xanh, xây dựng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và các hệ thống truyền tải điện thông minh. Theo Thủ tướng, Việt Nam đang cùng các đối tác quốc tế xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để công bố tại COP28, đồng thời mong muốn mô hình quan hệ đối tác này trở thành hình mẫu, góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi năng lượng công bằng trên toàn cầu. Thủ tướng kêu gọi nâng cao nhận thức, hành động quyết liệt và chia sẻ trách nhiệm hơn nữa vì tương lai xanh của cả nhân loại. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch. Việc triệu tập hội nghị cấp cao lần này là sáng kiến của Việt Nam, phối hợp cùng một số nước chủ chốt đưa ra và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí hồi tháng 9 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác và đoàn kết quốc tế có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, nhất là ở các nước đang phát triển, đề nghị ưu tiên tăng cường khả năng tiếp cận vaccine kịp thời và bình đẳng, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất vaccine, thuốc điều trị và hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các nước đang phát triển, kém phát triển. Thủ tướng cho rằng cần tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, coi đây là nhiệm vụ cấp thiết của từng quốc gia và của hợp tác quốc tế, đồng thời cần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết toàn cầu, đoàn kết toàn dân và sự nỗ lực của mọi quốc gia trong phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và kêu gọi cộng đồng quốc tế đồng ý đưa an ninh y tế toàn cầu thành một ưu tiên trong chương trình nghị sự để sớm ngăn ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó hiệu quả với các loại dịch bệnh, với tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết để phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.